Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị khán giả, vào ngày hôm qua, một trận động đất kèm theo một cơn lốc xoáy xuất hiện vào cuối giờ chiều ở thị trấn cổ Phượng Hoàng Trấn, hay còn gọi là Phượng Hoàng Cổ Trấn, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nó xuất hiện trên núi Phượng Hoàng cách cổ trấn chỉ 200m. Có rất nhiều điều lạ với cơn lốc xoáy này được người dân cổ trấn kể lại. Họ nhìn thấy lốc xoáy xuất hiện từ một đám mây hồng từ trên trời cao và chỉ đứng yên trên ngọn núi. Xung quanh cơn lốc xoáy này là bảy sắc cầu vồng sặc sỡ trông rất đẹp mắt. Cơn lốc xé cứ đứng yên ở đó như thể không di chuyển trong thời gian dài cả tiếng đồng hồ, khiến cho người dân cổ trấn kéo nhau ra ngoài xem đông như hội. Một điều kỳ lạ nữa là trong cơn lốc xoáy và bảy màu sắc cầu vồng xuất hiện một tượng Phật Bà Quan Âm rõ nét đang gọi trên bát đàn niệm Phật. Những ánh hào quang của Phật Bà chiếu rọi ra xung quanh sáng lấp lánh cả một khoảng trời đất rộng vài km vuông. Khi hiện tượng này biến mất, khi trời bắt đầu đổ mưa tầm tã suốt 3 ngày đêm không dứt, nước ở nhiều con sông tại hai tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc dâng lên bất ngờ cao mấp mé bờ đê. Người dân ở hai tỉnh thành này khi đó rất hoang mang, lo sợ vì chưa bao giờ mưa lớn xảy ra suốt 3 ngày đêm vào thời điểm cuối năm đã bước sang mùa khô. Họ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đem lễ vật ra bờ sông cúng bái, cầu trời khấn Phật, dù lòng thương xót đừng gây nên lũ lụt. 3 ngày sau đó, nước mưa ngừng rơi và nước sông cũng đột ngột rút đi. Người dân Trung Quốc cho rằng ông trời đã nghe được lời cầu xin của họ và đã không gây ra lũ lụt. Bước sang ngày thứ 24, tức là sau sự kiện đó 3 ngày, người dân cổ trấn Phượng Hoàng khi đó mới rủ nhau lên đỉnh núi Phượng Hoàng ở tây nam cổ trấn, nơi có cơn lốc xoáy và Phật Bà Quan Âm xuất hiện. Ai cũng đem theo sinh lễ tùy tâm để lạy Phật Bà Quan Âm. Riêng thanh niên trai tân cổ trấn này được trân trọng khiêng một sinh lễ lớn đi đầu 200.000 người dân. Đây là một nghi thức cúng lễ của dân tộc Miêu và những người dân tộc thiểu số. Ở đây, núi Phượng Hoàng và nhiều dải núi khác bao quanh cổ trấn này từ ngàn đời nay. Tuy nhiên, núi Phượng Hoàng được cho là linh thiêng nhất nằm ở khu tây nam cổ trấn. Trên đỉnh núi, thiên nhiên đã tạo ra một khối đất đá lớn chen lẫn cây cối trông giống như một con chim Phượng Hoàng bay lên trời. Người dân ở đây đặt tên cổ trấn này là Phượng Hoàng, theo tên của ngọn núi. Những đôi trai gái trước khi lấy nhau, hai họ cũng mang lễ vật lên đây để cúng vái trời đất, và sự kiện Phật Bà Quan Âm xuất hiện trên đỉnh núi khiến cho người dân càng tin vào một sự kiện gì đó rất đặc biệt sẽ xảy ra. Được biết, cùng đi theo sau đoàn người này có một thầy chiêm tinh nổi tiếng của tỉnh Hồ Nam. Ông thầy đã được người dân cổ trấn mời về để xem điều gì sẽ xảy ra với người dân. Khi lên đến đỉnh núi, thầy chiêm tinh này làm lễ xong thì một tiếng nổ như sét đánh ngang tai trên đỉnh núi. Một tiếng nổ lớn thì một đám mưa bụi trắng như tuyết từ dưới lòng đất phun lên trời cao mấy trăm mét. Người dân cổ trấn chưa hết bàng hoàng thì dưới hang núi phun lên đám mưa bụi trắng ấy, trong đó có một cặp rồng quyện với nhau bay vút lên trời cao. Chúng bay xung quanh trên đầu dòng người đang quỳ phục lại dưới đất và phun ra những dòng nước trắng xóa. Sức ép của dòng nước này quất lên những người dân cổ trấn rát cả da thịt, nhưng chẳng ai dám ngẩng đầu lên. Họ cứ quỳ lại như thế cho đến khi tiếng kêu thảm thiết của hai con rồng lẩn khuất trong những đám mây trắng trên trời cao, thì mọi người mới lóp ngóp ngồi dậy. Họ hoảng hốt khi phát hiện mấy thầy chiêm tinh ngồi xếp vòng tròn trên đất, hai tay khoanh tròn trước ngực nhưng đã tắt thở. Trước mặt thầy chiêm tinh vẫn còn mấy dòng chữ đỏ như máu viết trên trang giấy phép của thầy có nội dung kiếp nạn đến gần. Ai nhìn thấy dòng chữ này cũng thấy hoảng hồn, không nói lên được điều gì cả. Lạ một điều là khói bụi như một trận mưa cộng với vòi của hai con rồng trắng phun ra cũng không làm sao mà xóa được đi những dòng chữ ấy. Không biết những dòng chữ này là do thầy chiêm tinh trước lúc chết viết ra hay nó đã có ở đó từ bao giờ. Cho đến tận 12 giờ đêm hôm đó, người dân cổ trấn mới quyết định chôn xác thầy chiêm tinh. Họ biết rằng có một kiếp nạn sắp xảy ra theo mấy dòng chữ cảnh báo đỏ như máu ấy. Kính thưa quý vị, vào đêm hôm qua, một trận động đất kinh hoàng mạnh 4,6 độ Richter đã xảy ra ở cổ trấn Phượng Hoàng, hay còn gọi là Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc. Thị trấn nhỏ này là khu du lịch nổi tiếng của người Trung Quốc. Nó nằm ở tỉnh Hồ Nam, rất gần với con đập Tam Hiệp. Mưa lũ kéo dài triền miên hơn một tháng qua chính là nguyên nhân gây nên những vụ động đất ở Trung Quốc, và thị trấn cổ này cũng không thoát khỏi thiên tai do ông trời trừng phạt. Theo nhiều thông tin trên toàn đất nước Trung Quốc, thị trấn này vào 2 năm trước cũng đã bị nhấn chìm trong biển nước, và 2 năm trở lại đây năm nào cũng bị ngâm mình trong nước lũ vì nó nằm gần hồ đập Tam Hiệp.
nơi có những trận động đất liên tục xảy ra do ngâm mình trong nước lũ suốt mấy năm vào mùa mưa, nên sạt lở đất đá, sụt lún gây nên những thảm họa kinh hoàng. Lệnh của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là giữ bằng mọi giá cổ vật di sản này, nhưng làm sao chống chọi được với sự trừng phạt của ông trời. Và lúc 12 giờ đêm hôm qua, người dân nơi đây nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngay sau đó là sự rung lắc dữ dội. Chỉ trong vòng 3 phút, một nửa cổ trấn đã bị sụp đổ, chìm sâu với độ sâu 1 mét, tất cả những căn nhà còn lại đều siêu vẹo về phía nam. Những người sống sót chạy ra khỏi nhà và trèo lên những ngọn núi gần đó để tránh thảm họa. Sáng nay, chính quyền Trung Quốc vẫn đang làm công tác cứu hộ, cứu nạn. Ước chừng đã có 2.000 người thiệt mạng và mất tích, 3.500 người bị thương. Tuy nhiên, thiệt hại lớn về di sản văn hóa được UNESCO công nhận bởi đó là một cổ trấn 1.300 năm tuổi thời nhà Minh để lại. Nước lũ vẫn đang hoành hành trong trấn cổ này, mưa vẫn tầm tã rơi không ngớt, toàn bộ dân số ở đây đã phải chạy lên núi cao gần đó. Họ phát hiện ra tiếng nổ liên quan trên một ngọn núi gần đó, cách cổ trấn nửa km về hướng nam. Chính tiếng nổ này làm gây nên trận động đất nhẹ 4,5 độ Richter, làm tan hoang thị trấn cổ trấn. Và hồi năm ngoái, một kỹ sư và các nhà khoa học nghiên cứu về động đất sóng thần đã đưa ra dự báo thị trấn này có thể bị chìm trong lòng đất vì động đất, nguyên nhân vì nó liên tục bị ngập trong bão lũ. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã không tin về điều này, còn bắt đi một số người vì tội tung tin giả gây hoang mang lòng dân. Vậy là dự đoán của các nhà khoa học đã đúng. Ngày hôm nay, một nhà khoa học tên Hứa Bảo Lâm của Trung Quốc đã nhắc lại lời tiên đoán này. Ông viết trên mạng xã hội cá nhân và nói rằng chính quyền Trung Quốc đã không tin vào những dự báo của các nhà khoa học nên mới xảy ra thảm họa. Phượng Hoàng cổ trấn nằm cách đập Tam Hiệp 160 km. Đây là một khoảng cách khá xa so với tầm nhìn của người dân thường. Nhưng trong mắt các nhà khoa học, nó lại rất gần và phải chịu sự ảnh hưởng nặng nề bởi rãnh nước Manina. Rãnh nước này bắt nguồn từ ngoài khơi biển Đài Loan và chia ra làm 6 đường trung tuyến, trong đó có đường trung tuyến thứ 2 đâm thẳng vào con đập Tam Hiệp ăn ra Phượng Hoàng cổ trấn, kéo dài tận Hồ Động Đình. Cách đây vài ngày, Hồ Động Đình cũng đã phải chịu một trận động đất mạnh 8,4 độ Richter, làm biến mất đảo Quân Sơn, có 72 ngọn núi giữa lòng hồ. Nó đã báo trước tai họa sẽ ập đến với thị trấn cổ này, nhưng người dân trong cổ trấn lại hoàn toàn không biết về sự cố này. Vấn đề được khắc phục ở đây chính là nên thông báo sự thật cho người dân biết trước thảm họa sẽ xảy ra, để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra. Kính thưa quý vị, không quân Mỹ nổi điên với Tập Cận Bình giúp Việt Nam lấy lại đảo Phú Lâm từ tay Trung Quốc. Hàng loạt tiếng nổ vang trời nhức nhối đêm qua, cả thế giới ngày hôm nay vừa nghe được một thông tin gây chấn động, đó là Mỹ đã cho máy bay chiến lược oanh tạc cơ B-1B tấn công đảo Phú Lâm và vịnh Bột Hải của Trung Quốc. Nhiều nhà bình luận quốc tế nổi tiếng đã đăng đàn bình luận về sự vụ này và đây là sự trả đũa của Mỹ đối với Trung Quốc. Nhưng cũng có một số nguồn tin trái chiều cho rằng Mỹ làm sao dám động đến Trung Quốc vì bây giờ nền quân sự của Trung Quốc đã vượt mặt so với Mỹ. Riêng ở Việt Nam ta, người dân hứng khởi vui mừng khi nghe tin đảo Phú Lâm bị công phá. Điều này cũng là điều dễ hiểu bởi vì đảo Phú Lâm vốn dĩ là người của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Nhiều người dân thủ đô Hà Nội còn ăn mừng với nhau bằng những bia rượu vui khôn tả. Bình luận về đảo Phú Lâm vào lúc 1 giờ đêm hôm qua, đảo Phú Lâm của Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam bất ngờ bị máy bay ném bom B-1B của Mỹ dội bom dữ dội. Hình ảnh AIS vệ tinh ghi nhận vào đêm hôm qua, đảo Phú Lâm chìm trong khói lửa sau khi bị hàng loạt bom từ trên trời rơi xuống. Hải quân của Trung Quốc ngay lập tức báo động để chữa cháy. Đơn vị pháo phòng không và tên lửa đất đối không của Trung Quốc đã được lệnh khai hỏa, nhưng hai đội quân này ngồi trên bệ phóng cả 30 phút đồng hồ nhưng không thể tìm thấy mục tiêu đâu. Chỉ huy của đội tên lửa đất đối không và pháo phòng không được lệnh bắn loạt xạ lên bầu trời, nhưng bắn cả 15 phút mà vẫn không thấy mục tiêu nào bị bắn hạ. Điều này đã được giải thích rằng máy bay ném bom của Mỹ bay ở độ cao rất cao, hệ thống máy ống nhòm của Trung Quốc lại quá dở, không thể nhìn được mục tiêu quá 3.000 mét nên không thể nào phát hiện ra mục tiêu. Cũng vào lúc đó, hàng loạt bom laser của Mỹ tiếp tục rơi xuống đảo. Những bị phóng phòng không tên lửa đất đối không của Trung Quốc bị trúng bom bắn tung tóe lên bầu trời. Cả hòn đảo xinh đẹp chỉ thấy một màu khói lửa. Trải qua 45 phút oanh tạc, máy bay Mỹ bay về biển Bột Hải để tiếp tục một trận không kích thứ hai. Kính thưa quý vị khán giả, được biết, đêm qua, hai chiếc máy bay B-1B của Mỹ đã xuất phát từ đảo Guam đến đảo Phú Lâm thực hiện vụ ném bom lịch sử. Loại máy bay này được cho là thay thế máy bay B-52 của Mỹ.
Máy bay B-1B của Mỹ có chiều dài 44,5m, dải cánh 41,8m, chiều cao 10,4m, diện tích cánh dài 181,2m. Đây là lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm loại máy bay này đi chiến đấu. Tuy nhiên, trước đó, nó đã được bay và ném bom thử nghiệm hồi tháng 12 năm ngoái tại Trung Đông. Và kết quả cuộc thử nghiệm này cho thấy là rất mỹ mãn, vượt quá sự mong đợi của các quan chức Nhà Trắng. Theo báo chí của Đài Loan vào ngày hôm nay đưa tin, vụ ném bom đêm hôm qua trên đảo Phú Lâm là hành động trả đũa của Mỹ đối với Trung Quốc khi mà quân đội của nước này đã tấn công lên đảo Ba Bình và Đông Sa của Việt Nam, mà hiện nay hải quân của Đài Loan đang nắm quyền kiểm soát. Trước đó vào ngày hôm qua, phía Trung Quốc đã lợi dụng trận diễn tập bắn đạn thật tại vịnh Bột Hải, sau đó cho hải quân không quân và thủy quân lục chiến tấn công lên đảo Ba Bình và Đông Sa. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Thiếu tướng Hải quân Trung Quốc làm tình báo cho Việt Nam, thông báo cho quân báo Việt Nam biết. Phía Việt Nam không muốn hai hòn đảo này rơi vào tay Trung Quốc nên đã thông báo cho phía Đài Loan biết. Hải quân không quân của Đài Loan và Mỹ đã lên kế hoạch đánh cho hải quân Trung Quốc một trận tơi bời khói lửa. Tuy nhiên, phía hải quân Hoa Kỳ và Đài Loan có 12 lính bị thiệt mạng. Chính vì sự vụ này, vào đêm hôm qua, Mỹ đã điều động 2 máy bay ném bom B-1B từ đảo Guam đánh phá đảo Phú Lâm của Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, không dừng lại ở đó, ngay sau khi rời đảo Phú Lâm, hai chiếc máy bay B-1B đã bay đến vịnh Bột Hải, nơi phía hải quân Trung Quốc đang tổ chức một cuộc diễn tập dài 2 tháng rưỡi với hàng trăm tàu hải cảnh, hàng trăm máy bay và hơn 100.000 lính thủy đánh bộ. Hai chiếc máy bay này đã liên tục trút mưa bom xuống bờ biển, nơi các tàu thuyền đang đậu nghỉ qua đêm. Các nhà quan sát quốc tế nhận xét rằng trận mưa bom đêm hôm qua không khác nào trận chiến không quân Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng của Mỹ. Nhiều máy bay chiến đấu của Trung Quốc trước đó đã được lệnh bay vút lên trời cao để chiến đấu, nhưng các loại máy bay Trung Quốc như J-10, J-11 đều nhận lấy thất bại thảm hại. Lý do vì những máy bay này không thể bay vượt độ cao của máy bay B-1B của Mỹ, không thể bắn từ dưới lên cao nên không thể tiêu diệt được mục tiêu. Đó là lời báo cáo của các phi công Trung Quốc. Khi tham gia chiến đấu, họ đều bị bắn hạ hoặc tự phải trốn chạy trước hai chiếc B-1B của Mỹ vào buổi sáng ngày hôm nay. Phía Trung Quốc đã lên án hành động của Mỹ, tuyên bố sẽ có màn trả đũa thích đáng. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.